trả lời cái câu hỏi thứ hai. Anh Hân chấm xét ơi, anh có biết Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam gì không? Anh có tham gia gì không? Mà cái câu hỏi này người rất là quen của tôi hỏi. Các bạn, tôi bây giờ tôi không biết là có bao nhiêu cái Việt Nam Cộng Hòa bên Mỹ này. Sơ sơ tôi tính trên đầu ngón tay là bốn cái 10. Hồi xưa thời Đinh Bộ Lĩnh đó, có 12 sứ quân. Mà bây giờ chúng ta đã có tới 4 sứ quân rồi. Thứ nhất là Tổng thống Đào Minh Quân, Thủ tướng Đào Minh Quân cũng là Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam thứ ba. Thứ hai là Nguyễn Quang, cũng Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Cũng Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam, Đệ Tứ, Đệ Tam gì đó là Lưu Vong gì đó. Rồi là Thánh Giống, Thánh Giống cũng là Việt Nam Cộng Hòa. Rồi nhà vĩ đại gì là Quốc Sư, Đệ Nhất Quốc Sư Tiên Tri Trần Dần gì đó cũng là Đệ Tam Cộng Hòa. Vậy thì bốn cái ông Tổng thống này bạn muốn hỏi tôi ông nào? Cộng Hòa nào? Vậy bốn cái ông Tổng thống mà hiện nay gom lại ở California này nè, bốn ông này nè, Đào Minh Quân là một nè, Nguyễn Quang là hai nè, Thánh Giống gì đó là ba nè, rồi là Đệ Nhất Quốc Sư Hoa Kỳ nữa, mới ghê. Hoa Kỳ mà có cái chức Đệ Nhất Quốc Sư nữa. Mình ở đây gần 30 năm làm việc với Mỹ, mình chưa bao giờ nghe cái position là Đệ Nhất Quốc Sư cả. Hình như ông này coi phim tàu hơi nhiều. Đệ Nhất Quốc Sư Hoa Kỳ, ba đời Tổng thống. Ba đời Tổng thống. Yeah. Và sẵn sàng là kêu Đệ Thất Hà Nội đi về Việt Nam luôn. Là bốn ông không? Bốn ông Tổng thống này, bạn hỏi tôi ông nào? Bạn hỏi tôi là ông nào? Ông nào? Tổng thống nào? Hồi xưa đó, thời Đinh Bộ Lĩnh chúng ta có 12 sứ quân. Thời này bây giờ chúng ta được 4 rồi. 4 rồi, còn 8 ông nữa. Còn 8 ông nữa. Làm còn mai mốt sinh ra thêm 8 ông nữa là 12 sứ quân đúng luôn. Thấy không? Thành ra nó thưa quý vị, thưa quý anh chị em, tôi không có pay attention. Tôi không có chú ý tới những người đó. Và tôi không có chú ý tới những cái tổ chức đó. Tôi đã nói với các bạn rất là nhiều lần. Tôi nói ra nhiều đó là sẽ mất lòng. Họ sẽ cho mình là đánh phá, họ cho mình là nghị quyết 36 là như thế này thế kia. Đệ Nhất Quốc Sư mà không có tiền để đi làm hàm răng mà để hàm răng hốm hết trơn mà thành là Đệ Nhất Quốc Sư ba đời Tổng thống. Đệ Nhất Quốc Sư mà không có cái Medicare, Medicaid mà để đi làm bộ răng nữa. Đệ Nhất Quốc Sư mình không hiểu Đệ Nhất Quốc Sư cái gì luôn. Thấy không? Còn đó là Thánh Giống ở trên trời xuống mà phải đi vô nhà thương. Vậy là Thánh Giống thua bác sĩ rồi. Thánh Giống là một vị thành tiên ở trên trời xuống là ra chụp hình lấy đám mây. Trời ơi, đám mây này là đám mây này là 7 vạn, 10 vạn là binh sĩ là hiện về trên đám mây này nọ. Nhưng mà bị bệnh vô nhà thương cho bác sĩ chích thuốc. Vậy là bác Thánh Giống này, Thánh Giống thời đại mới. Thánh Giống hồi xưa không có bệnh. Thánh Giống hồi thời xưa không có bị bệnh, không có bị là sái tai, không có bị là nhức đầu sổ mũi vậy đó. Thánh Giống từ nhỏ cho như là khi mà giặt ăn tới đó, rồi lo đầu làng kêu là Thánh Giống, kêu mẹ theo cái gì, theo cái huyền sử. Ok, theo cái huyền sử hồi xưa là nói mẹ ra nói cái loa, cái ông mà gọi loa đó vào cho nói chuyện xong về bảo nhà vua hãy rèn cho ta một con ngựa 7 trượng bằng sắt, một cây roi gì đó. Rồi là khi mà đem con ngựa bằng sắt tới, không biết hồi đó sao đem tới mình cũng chưa biết nữa, chưa có tìm hiểu ra, phải không? Rồi Thánh Giống đứng lên vươn vai một cái là bể cái nhà ra, ăn là 10 tấn gạo một lần nấu 10 tấn gạo là ăn một lần, đứng lên vươn vai rồi nhảy lên con ngựa sắt. Tự nhiên con ngựa sắt nó húy lên một cái phun lửa ra. Thánh Giống hồi xưa nó khác luôn anh chị em. Đó là cái câu chuyện huyền sử. Ok, hồi xưa Thánh Giống. Còn Thánh Giống bây giờ đó là đi lên trên Google lấy mấy cái đám mây về làm Photoshop lại, dùng cái Adobe Photoshop nó mới tội, dùng cái loại Adobe Photoshop rẻ tiền để làm lại những cái đám mây, rồi làm ra những cái tấm hình đóng khung ra, rồi đi nói với mấy ông bà già đó là trồng những cái đám mây này đó, là thấy không thấy hình Chúa Giêsu hiện về, thấy cái đám mây này là 10.000 binh sĩ hiện về là sẽ tiêu diệt cộng sản này nọ. Mua cái này là đấu giá đó, cái này là $125, cái này là $300 đem bán những cái tấm hình đó. Thánh Giống nó như vậy. Bây giờ anh chị em kêu tôi đi theo người nào? Hả?
Khi mà mình nói ra đó, họ bảo rằng đó là vì quê hương và dân tộc, bởi vì họ muốn lật đổ cộng sản. Nó thành ra để trả lời với em, anh là ngấm xét thấy đông quá, thấy nhiều tổng thống quá, mình không biết theo ông tổng thống nào bây giờ luôn, mình bị loạn luôn. Mẹ, người ta một ông tổng thống là thấy là khủng khiếp rồi, đây tới mình hiện tại bây giờ, hiện tại ngay giờ phút này mình có tới 4 ông tổng thống, đều là để tam Việt Nam Cộng Hòa, chính phủ lâm thời Việt Nam Cộng Hòa, chính phủ lưu vong Việt Nam Cộng Hòa, chính phủ California Việt Nam Cộng Hòa, nhớ toàn là chính phủ không, và ông nào cũng là tổng thống không, bây giờ mình theo ông nào thôi. Mình chỉ theo mấy anh em bạn trẻ trong nước. Ok. Cho mình nói một câu như thế này. Tôi đã nói rất nhiều lần là các bạn không để ý. Những thông tin tôi biết rất là rành. Tôi làm. Tôi cũng đã một thời theo tổng thống. Tôi cũng đã một thời theo gọi là chính phủ Việt Nam tự do. Tôi cũng đã một thời theo mặt trận. Tôi đã theo sinh hoạt đảng phái, tôi đã theo. Nhưng mà tôi nói với anh chị em như thế này, giải thích rất là nhiều lần anh chị em không hiểu. Những cái tổ chức ở ngoài hải ngoại này, dù bạn có tổ chức gì đi chăng nữa, bạn cũng chỉ là trợ lực mà thôi, là support mà thôi. Chứ bạn làm sao mà nói rằng tôi điều động cái chiếc đệ thất hạm đầu. Trời, ba có ăn thuốc nổ thì ba cũng ăn thuốc nổ ít ít. Hả? Đâu phải là bạn của Kim Jong Un đâu mà ăn thuốc nổ cỡ mà tầm cỡ mà. Một cái ông già mà đi lãnh tiền đó là tiền già, tiền SSI ở California mà có thể điều động được một chiếc là để thất hạm đội của Donald J. Trump về Việt Nam. Đấy. Mà ngày nào mà tháng năm nào mà cho tiền mà tiền già được lên là mừng chết mẹ luôn, mà hễ mà nó cắt cái khoản là A hay là B gì đó là thấy buồn rồi, thấy không đủ tiền sinh sống rồi. Mà có thể điều động được hai chiếc F, hai chiếc B2 nó ghê. Tôi sẽ cho hai chiếc B2, bốn chiếc F bay về Việt Nam. Thôi không nói tới cái đó nữa nha, nói đó họ nói mình đánh phá. Nói cái đó cái họ chụp mũ cho mình là tình báo Hoa Nam, nói cái đó họ chụp mũ mình là Việt Cộng. Nhưng mà cái đó anh chị em hiểu cũng được, tự hiểu cũng được. Đó, anh chị em tự hiểu được, khỏi cần mình nói nhiều anh chị em. Bây giờ mình vô đề tài.